Ở trong các bài trước các bạn đã tìm hiểu được cái cách tạo dataset, tạo data table và tạo cái data relation giữa các bạn với nhau. Vậy bây giờ vấn đề còn lại là bây giờ chúng ta sẽ nhập dữ liệu vào cho cả cái data table này như thế nào? Có hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta nhập bằng tay, hoặc cách thứ hai là chúng ta sẽ đưa vào từ lấy từ database đưa vào cho cả cái data table ở đằng trong cái dataset mà chúng ta vừa tạo. Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu về cái đối tượng cái lớp data row và cái cách nhập dữ liệu bằng tay của chúng ta. Còn cái lấy từ cơ sở dữ liệu để đưa vào thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở bài sau khi chúng ta tìm hiểu đến data adapter. Thì cái vấn đề như thế này, để tạo ra một cái các cái dòng hay còn gọi là các cái bảng ghi ở trong một cái bảng thì chúng ta phải có dữ liệu đúng không? Thì chúng ta có thể quay trở lại đối với cái cơ sở dữ liệu NotWin của chúng ta, và chúng ta sẽ lấy dữ liệu trên hai bảng này để chúng ta xem như thế nào. Ví dụ đối với bảng region, chúng ta có thể lấy là region và chúng ta thực thi, thì chúng ta thấy rằng nó có bốn bảng ghi tất cả: Eastern, Western, Northern và Southern, tức là phương Đông, phương Tây, phương Bắc và phương Nam. Tương ứng với nó là các cái region ID là từ 1 đến 4. Và nếu như mà các bạn nhìn lại thì các bạn có thể thấy rằng là mỗi bảng dữ liệu ở trong này nó tương tự giống như là một cái lớp ở trong lập trình hướng đối tượng vậy. Vậy thì làm thế nào để chúng ta áp dụng cái kiến thức mà chúng ta đã học ở môn lập trình hướng đối tượng vào trong môn này? Thì như vậy, như phần lập trình cơ sở dữ liệu 1 chúng ta đã học là chúng ta sẽ tạo một cái lớp tương ứng. Ví dụ đối với bảng region chúng ta sẽ tạo một lớp region, và có cả hai thuộc tính là region ID và region description. Tương tự như vậy đối với bảng territories đúng không ạ? Chúng ta cũng có thể lấy cái dữ liệu từ bảng territory ra. Chúng ta thấy nó cũng rất là nhiều đúng không ạ? Bây giờ chúng ta quay trở lại với trong cái bảng của chúng ta, thì chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ dùng cái class diagram chúng ta tạo ra hai bảng hai lớp mới, và nó có tên và có các cái thuộc tính tương tự như các cái bảng trong cơ sở dữ liệu chúng ta. Ví dụ như đối với bảng region thì chúng ta có region ID và region description, và lưu ý các bạn đặt kiểu dữ liệu cho nó đúng. Ví dụ region ID trong region nó là kiểu số nguyên, và region description là một kiểu string. Còn lại đối với territory thì nó là territory ID của nó lại là kiểu string chứ không phải là kiểu số nguyên, thì chúng ta đặt cho nó phù hợp. Và sau khi mà chúng ta đã tạo ra hai cái bảng với các cái thuộc tính như thế này, thao tác chúng tôi không trình bày lại vì học cho đến bài này thì chúng ta đã phải nắm vững các cái thao tác tạo lớp và tạo thuộc tính như thế này rồi. Lưu ý thêm một điểm là các cái phương thức get set thì chúng ta chỉ để cái dạng tối giản get chấm phẩy set chấm phẩy mà thôi. Và sau đó chúng ta quay vào chương trình chính. Bây giờ chúng ta cần sử dụng cái lớp data row để chúng ta thuật ngữ chuyên môn người ta hay gọi là populate, sinh dữ liệu cho cái bảng data table của chúng ta. Ví dụ đối với bảng region table chẳng hạn, thì bây giờ chúng ta thấy rằng là để tạo dữ liệu thì chúng ta trước tiên chúng ta tạo ra một cái danh sách, một cái list mà kiểu generic, kiểu có cái kiểu là region đúng không ạ, và cái biến đó có tên là dữ liệu, và chúng ta tạo một cái list mới như thế này. Thì cái cách này các bạn hoàn toàn có thể là nắm bắt được khi các bạn đã trải qua cái môn cấu trúc dữ liệu giải thuật và học qua cái phần là các cấu trúc lưu trữ, thì chúng ta đã nắm bắt được cái cú pháp để tạo cái một cái danh sách list như thế này rồi. Và các bạn để ý thêm một cái nữa, nếu như các bạn nhớ lại là dữ liệu của chúng ta mà lưu dưới dạng generic như thế này ấy, thì nó có một cái hàm ở đằng trong cơ sở đằng trong cái phần lập trình cơ sở dữ liệu 1 ở cái thư viện liên kết đồng. Khi chúng ta lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu thì chúng ta lại trả về dưới dạng là một cái danh sách liên kết. Thì như vậy nếu mà các bạn tính ý thì các bạn cũng có thể không không lấy cái cơ sở dữ liệu bằng cách là sinh cơ sở dữ liệu, sinh dữ liệu cho cái bảng region này bằng tay, mà các bạn có thể thấy cái câu truy vấn select ở trong cái thư viện liên kết đồng mà chúng ta đã xây dựng ở lập trình cơ sở dữ liệu 1 là chúng ta lấy từ bảng region. Thì các bạn có thể
thành công trong việc là kết nối giữa tầng disconnected layer với tầng connected layer, và như vậy là các bạn có thể vượt qua được cái phần này rất là dễ dàng. Thì ở đây chúng ta nói qua về cái chuyện là đưa nhập dữ liệu bằng tay. Sau khi chúng ta tạo một cái danh sách như thế này rồi thì chúng ta sẽ đưa dữ liệu vào bảng region bằng cái vòng lặp for each rất là bình thường. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng một cái đối tượng row có kiểu là data row, và chúng ta xin cái đối tượng row này bằng cái cách là gọi ngay chính cái bảng này với cái phương thức là new row, tạo ra một cái hàm một cái hàng mới hay còn gọi là một cái bảng ghi mới, và sau đó chúng ta gán các cái giá trị ở các cột tương ứng với các cái thuộc tính tương ứng của từng cái đối tượng trong cái danh sách list region này. Và sau khi chúng ta gán xong thì chúng ta chỉ việc thêm cái đối tượng tương ứng đó vào trong cái bảng, như vậy là xong. Hết vòng lặp này thì chúng ta sẽ đưa toàn bộ bốn cái region này vào ở trong cái bảng dữ liệu region của chúng ta. Và cũng tương tự như vậy thì chúng ta làm đối với cái bảng territory mà thôi. Đối với bảng territory thì chúng ta cũng tạo ra một cái list territory như thế này. Và sau đó chúng ta cũng lập một cái vòng lặp for each, và chúng ta đưa từng hàng một ở đây vào trong bảng data row. Vào trong bảng territory table của chúng ta. Và cứ kết thúc bằng cái rows at row như thế này thì chúng ta sẽ đưa được từng hàng vào. Và nếu như các bạn thấy rằng là đối với cái bảng territory chúng ta có rất là nhiều dữ liệu, đúng không? Chúng ta có đến 53 bảng ghi, nhưng ở đây chúng tôi không thể làm tay hết như vậy thì nó rất là tốn thời gian. Chúng ta có thể thấy là việc nhập dữ liệu bằng tay nó rất là hạn chế, thay vì chúng ta có thể nối thẳng đến cơ sở dữ liệu và đưa vào trong cái danh sách liên kết này và để in ra. Thì cái phần này để cho các bạn tự khám phá, hoặc các bạn có thể theo dõi tiếp ở các bài học sau.